quá, trời ơi, Đà Lạt số 1 thế giới rồi. Không, nhưng mà nói gì cái chua nha, ở Sài Gòn mình được ăn coi chơi to chơi nhỏ như mình, nếu nói về cái ruộng thịt trời ngon quá. Tại chú Bi thường em thấy Sài Gòn nó nhỏ, ngoài đây nó to mà ăn như nó ngọt, cái gì cũng ngon cực kỳ, quá đẹp quá, đang mộng luôn á. Ủa giờ thử thách của mình là ăn hết đống này hả? Dạ đúng rồi. Mình ăn đi. Rồi lát mình quay xong rồi mình mua một xe mình đem về được không? Không thì bị phạt thêm ăn thêm miếng. Phải phạt mang về. Thì như con này, ngon lắm anh ơi. Mà giá cả cực kỳ phải chăng nghe quý vị. Cái gì vậy? Ngon quá. Ở đây người ta có quán của chị không gói sẵn luôn kìa, nếu như mình nở mà không nở mà cắt á, người ta không có gói bán sẵn luôn kìa. Bí này mô hình ha, mô hình tự ha, mô hình trời ơi, bí thật không bấm móng tay, không ngủ, không nâng bí. Bí thật không bấm móng tay, chỉ có trong chuyện vô tích mà. Bí thật ô nha cưng nha, thiệt hả em? Ủa mô hình em. Thưa quý vị, đây là trái bí đỏ. Trái bí đỏ hay bí rợ đúng không chị? Bí rợ. Bí rợ đó mà nó khổng lồ như vậy. Mọi người bán xem khối lượng nó là bao nhiêu. Ôi gãy nè, gãy con sống đó, gãy con sống đó. Trời nổi không trời. Khung luôn hả? Khung luôn hả? Khung luôn. Ôi. 15kg. 15 hả? 15kg trái bí này. Thử coi. Theo như cái kinh nghiệm em hay nâng tạ. Trời, nâng tạ ở nhà luôn hả? Nâng tạ ở nhà. Ghê vậy. Tạ cho bí. 15kg đúng không? Không hơn chị ơi. 15kg. Đau cho anh thử đi. Cho em thử cái coi. Ê ê, làm gì vậy? Bà thử hoài vậy. 15kg. Trong tổng thời gian 30 phút, các bạn sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, định lượng, định giá. Mỗi đội sẽ định lượng và mang một trái bí ngô có khối lượng 20kg. Và hái 2kg dưa hấu Pemino mang về đích là khu trưng bày. Dưa hấu Pemino. Mỗi loại đội nào định lượng chính xác hơn một điểm. Mỗi loại đội nào định lượng giá tiền trái bí ngô 20kg và 2kg dưa hấu chính xác hơn một điểm. Đội nào hoàn thành và về đích sớm hơn một điểm. Cần đo đong đếm là mấy này chị tường thành lắm à. Đi vào một khu rừng rất là đẹp. Có thể gọi là khu rừng hoa lồng đèn ha. Hoa lồng đèn, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nè, cái hoa này, hoa này. Đó, giống như cái lồng đèn vậy không? Con đường đi xuống thẳng thẳng nha. Tôi bưng 2kg nha, rồi hai bạn bưng 20kg nha. Ok, luân phiên. Giả đồ cho Bí ra đi anh Hoàng. Hai đứa khiên. Còn chị khiên 2kg. Vô đây nè. Vô Babino ở đây chứ. Nút vô. Rồi, bây giờ hái 2kg lấy cái gì đựng? Chưa rất rõ. Hái 1kg. Được rồi. Gần đủ rồi. Ừ. Nhưng mà hái cành tay đi chứ không? Bỏ chi, kệ nó đi. Cân nó vậy thôi mà, chủ yếu cân 2kg. Trời ơi, cãi tao hoài vậy là Hoàng ơi. Tao nói chưa là chưa mà. Thì bác đi chợ nhiều lắm. Rồi thôi đi ra từ chỗ đó đi hái bí đi. Đi. Ok. Nữa chạy chẹo lên học mất họng luôn á. Mình phải cho em 17kg biết rồi. 20kg. Ê 20kg chứ này. Cái này đúng không? Ê nhắm không. Cái này bự lắm. Nặng quá không? Cái này cũng có thể 20kg nè. Bên kia. Này cỡ con tôi nè. Con mấy ký? 17kg thì phải bự hơn rồi. Tôi nghĩ thế này nè. 20kg á. 20kg. Đó là 20kg. Thiệt. Sao không? Em sẽ xuống. Tôi đi ngô.
đủ chưa nhiều khi còn thiếu nữa. Dư mọi người ơi, lại lên bên đây nè, chị Tường tới rồi, lại lên bên đây. Sao vậy nè? Không, cái này liền cho tôi. Đừng. Một, hai, ba. Hay quá, hay quá. Rồi chú xíu tự nhảy ra nha. Sao vậy mà? Sao có đi nhanh nổi. Rồi cái này nè, chú ngoài cùng á. Đó, đó, đó. Đó đúng không chị? Cái này 17kg nè, bằng trái nãy nè. Ừ. Trái hôm kia sao? Không, cái nó nhỏ hơn nữa. Bà ơi, vô thử cái này thử đi. Không, này nặng hơn. Nặng hơn 20kg. Cái này bằng trái nãy. Giờ em bưng trái, bưng thằng này qua tới thằng bên đó, thằng nào bự hơn. Yeah. Thằng đó với cái thằng trái xấu đó, chứ thằng này đó, hả? Ừ. Này bự hơn nè. Trái này đi. Thấy mập hơn á. Nó đi. Thằng này là bị lố à. Thằng này là phải 24kg. Một đứa bưng rồi. Sao? Để anh trước. Nặng hơn trái nãy không? Không, để. Cái này vừa 18kg chứ không tới 20kg. Đâu là. Chung ơi, Chung đón đầu để tiếp xúc đi. Đón đầu tiếp xúc đi. Ta cầm này cho. Rồi. Nhanh. Lên, đón đầu tiếp xúc. Đây nè. Ê, mời hai người lấy nha, tôi thấy chưa? Có rồi. Đi ra. Thiệt không? Tội nghiệp anh Hoàng quá à. Ôi, sao rồi em? Đủ ký là được chứ. Kìa, mày bưng cho nó rồi mày. Nó đuối rồi kìa. Được không anh Hoàng? Tiếp sức. Đấy, anh Trung. Mở tên đi, không quên không nổi đâu. Nhìn đâu. Để tôi quên, tôi hay gì. Ngày hôm nay toàn đưa bánh bèo vô dụng vô không mà. Chơi giờ nặng quá thương. Lại còn bắt đi cùng thang nữa chứ. Vậy anh. Hả? Như vàng nó mới chín rồi hả anh? Ờ chứ chứ anh. Á đụi nó còn chưa trắng rồi chứ anh. Chưa trắng không à. Vậy như vàng này mới chín anh. Chết rồi, tôi lỡ hái mấy dưa xanh của người ta rồi. Trời, bên đây dưa vàng quá trời mà tôi không hái. Nè, quay lấy lại chiều hoa đi. Đủ rồi nè. Kì, 2kg chưa? Con coi. Đưa lên coi thử anh. Mấy dưa xanh bỏ đây đi. Mấy dưa xanh bỏ lại người ta cũng đâu ăn. Đừng bỏ dưa xanh nữa, lấy lại đi. Nè, kỹ chưa, 2kg chưa? Lại đi. Chưa? Rồi, thêm nữa. Ba cái trái màu xanh hồi nãy lấy vô luôn đi. Dư hả? Ráng lên tới đây anh hút này cho. Để xuống ghế nè. Trời, giờ chạy lên mới mệt nè mấy chứ. Hả? Đợi. Đổi chậm cái gì. Chết rồi. Lên cân thử đi. Đẹp mà chạy lên rất ghê. Chết rồi, chạy quá. Đội lên sống ảo quá. Tại sao Đà Lạt nó lại dốc như vậy? Buổi trưa thì làm bán nông dân. Rồi bán nông dân. Nóng chưa? Hô hấp nhân tạo. Và bây giờ chúng ta hãy thử tài cân nặng. Chân chuẩn chưa chị? Lại để cấp
Cân thử 2 triệu. Đó. Ê, cân em chưa gì. Cân thử rồi, được chưa cân. Rồi, coi như phụ kiện quần áo là 1 ký nha mọi người. Trời, cái này cân nổi không? Băng. Chứ bình thường á là... Đúng rồi, xuống em đúng rồi đó. Như vậy có nghĩa là cái cân này rất chuẩn. Em lên lên cân sống vài tế. Dưa của đội 2 triệu. Vô là nửa ký rồi nè. 2 ký luôn, yếu bên đây buôn bán có hơi à. Vui được. Yếu là một trái à, kiểu dạng vậy. Rồi, thiếu một trái rồi đó. Thiếu một trái. Thôi, thiếu gì. Đó, bên đây dương trái. Dương trái là đây trái. Bên này buôn bán rộng rãi hơn. Cái này ba đi đâu có trong cái nặng chị, còn cái nón mới nặng. Buôn bán. Nói chung là bên kia yếu. Yếu rồi, bên đây ta 2 ký đúng rồi. Bên này bán giữ mối nè. Thôi, để ổn chịu. Kéo bên đây. Đây là cỡ khoảng 15-16 kg là hết mất rồi. Cho 17 luôn á. Bây giờ cái biết. Không có tới 17 đâu. Thấy chưa, có 15 kg à, thấy chưa. Là thấy mình thắng rồi, bỏ lên đi. Mình dư nè. Mình dư khoảng 2 kg là tối đa à. Không có dư nhiều đâu. Tại vì không có cái trái nào 20 kg ở dưới giường đó hết. Sai số phim tôi. Đó. Thấy chưa, có 21 kg mấy. 21 kg 8. Xuất sắc. Thầy vua không khóc. Thầy vua không khóc. Cái này là hồi đầu mình định lấy á thôi. Sao không lấy? Cái này nè anh. Tại ngay trung tâm. Đổi bạn là vô dùng bí trước luôn. Bí này là bí gì mình sẽ nhân 5 lần. Hả? 400.000 ký. 400.000 lấy không lẽ. Điên quá không lẽ trái này 8 triệu. Mắc lắm. Bí bình thường mà 80.000 ký là mắc không mà. Thì tính bí Việt Nam đi. Bí Việt Nam khoảng 20-30 ngàn. Nấu canh đúng không? Này bí Việt Nam 20-30 ngàn. Bí Việt Nam 20-30 ngàn thôi. Đó. Mình nghĩ ngàn cho 30 đi. 30 đi ha. 20 ký đi. 10 ký. Mình tính 20 ký trước đi. Rồi. 10 ký 200, 3 ký 600. Dạ. 600 về trái này mình tính gấp đôi không? Gấp đôi mình phải là tổng mình đây bán 1 triệu mấy phí quá. Rồi. Một trưng bày mà. Đúng rồi. Nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là cái bí thôi. Nhưng mà nghĩ đây mà có bỏ 1 triệu mấy ra mình cũng bí. Mình sẽ mang về. Còn 900 là gì đó. Mình chịu đi cái chẳng để sai số mình sẽ được thăng em. 1 triệu đi. Ta không bán số chẵn đâu. Người ta bán người ta sẽ bán lẻ. Thường thường. 999. Đúng rồi đó. Cái người mua bán người ta. 1999 đi ha. 1199. Như 2 ký. Bí 20 ký. Nếu mà tính ra 2 ký 300 thì 1 ký 150 thì cũng ok đúng không? Cái này không? Không tính được không? Sao lại thế vậy? Như hôm nay bán thì chị để khoảng từ 95 ngàn. Nếu mà cái trái đó, trái dục 20 kg đi. Khoảng... 4-5 triệu. Tôi nghĩ là phải hơn 100 ngàn tí. Cái này thật ra cũng để chưng thôi, chứ không phải để ăn. Đúng rồi, ăn được không? Ăn thôi không được. Giờ ghi trước này. Nè. Biết. Cứ tăng mỗi 50 ký sẽ tăng lên 5 triệu. Dưới 50 ký là 5 triệu. Dưới 50 ký. Rồi, làm dưa này thì dưa này ăn được phải không? Được, hồi nãy ăn mà. Dưa ngon. Dưa của châu Phi. Dưa này cũng 900 ngàn. Ừ, 900 ngàn. Trời ơi, dưa nhỏ. Có chiếu mà. Bán mắt có ai mua. Thì như thế còn ăn được mà. Ăn, cái dưa vậy ăn được. Hai cái ấy, mà nó sẽ phổ biến hơn. Đúng. Thì đâu có thấy bán đâu, chưa có ăn. Tại vì có đại đạt có thôi. Phải mắc rồi đó, không ăn nhiều. 100 mấy hay? 200 ký, 200 ký, 200 ký, 200 ký, 200 ký. Nghe như là người phụ nữ nội trợ như chị Tường á. Hồi như em, tưởng em chứ. À không, em bỏ được cơm. Em cũng đó. Chị Tường nói là một cái bí ngô mà bình thường mình ăn á. Tầm khoảng 30.000 ký hay chị tưởng ha. Là Việt Nam. Đó. Còn cái bí này ví dụ công trồng là mới là bí kiểu rồi nào trồng ở đây lên Đà Lạt cũng khó khăn nữa. Thì cho tầm khoảng 50.000 ký đi. 50.000 ký. 20 ký này là 1 triệu đồng. Đó. Với lại còn ba nghệ sĩ mà thiên rất vất vả để nọ. Công vận chuyển á. Nó cái công mà phải công chuyển một xíu nữa là 50.000. Đó là 1.050.000 cho một cái bí 20 ký này. Rồi xong. Đó. Còn cái dưa pepino này á, cái trái này á. Mình không thấy nó nhiều hả? Lần đầu tiên mới thấy luôn á. Có thể đắt tiền cho nên là người ta không phổ biến lắm. Đúng, đúng. Tụi em nghĩ đâu đó khoảng 120 ký. Thì 2 ký là 240. Rồi xong. Đó. Đa đa đa. Em sẽ nói về chuyện này như nè. Rồi nói về dưa hấu Nam Mỹ. Rồi. Như vậy các bạn, dưa hấu Nam Mỹ thì nước hết rồi. Không á, nước tại vì cố tình mua cái nước tại vì sao chương trình sẽ xin ăn ngon. Rồi dưa hấu Nam Mỹ này thì Hải Kiều cũng ăn rất là nhiều, Hải Kiều cũng mua rồi. Dạ quá. Là. Thì tầm 45-50 ngàn một ký. Sao rẻ vậy? 2 ký này là tầm 100 ngàn, dạ hết. Sao rẻ quá vậy? Cho nên là tôi nghĩ là cái giá bán ra ở chợ thì giá nó khoảng gì 100 ngàn.
Nhưng ở đây là tại vườn thì chúng tôi bớt có 5 ngàn. Chúng tôi 95 ngàn. Còn cái bí ngô này thường thì em coi trên Hollywood nào mới có, Việt Nam không có, thì em đánh giá cao cái loại bí này lắm. Chắc là nằm từ kiểu như hả, kiểu siêu phẩm siêu hàng. Đúng, đó. Đó. Để mà làm cái đúng rồi, cái trang trí là những cái Halloween người ta mới mua cái bí này. Thường người ta chỉ không ăn được, người ta chỉ bán được một Halloween. Thì người ta cố gắng người ta trồng để đến cái tháng 10 người ta mới lấy lại thu hoạch vốn lại thôi, cho nên người ta bán sẽ cao. Giống như cái vui chừng Tết vậy đó. Đúng rồi. Em đợi 8 triệu phải không? Thế em nghĩ á, chị đợi 8 triệu là 10 triệu. Em nghĩ là một quả như vậy phải là 4-5 triệu một quả, 20kg. Tổng cái số giá trị đánh giá với trái bí ngô này là 5 triệu. Ban đầu em nghĩ là 4 triệu nhưng mà tại vườn em vớt xuống là 300 ngàn cho ba tụi em. Kéo lại cô. Tại vì mặt nghệ sĩ mua được giảm giá hả? 3 triệu 7. 3 triệu 7 Dưa kia là 95 ngàn. 95 ngàn. Khá nhiều. Dưa thì rẻ lắm, nhưng mà bí thì mắc. Rồi bây giờ đáp án. Thôi thì biết sao giờ. Chị Tương. Đây, đi. Tôi sẽ lấy cái bí ngô. Rồi em lấy cái dừa. Bí ngô. Giá bí ngô 3 triệu 6. Bí ngô. Nói gì nữa mọi người. 3 triệu 7 là gì? 3 triệu 7 là gì? Hãy là một người. Hãy là một người nội trợ thông minh. Hãy là một người nội trợ thông minh. Em đoán đúng giá đúng không mọi người? 8 triệu với 10 triệu. Cố gắng trả giá. Dưa lê 40 ngàn. Ủa dưa Nam Mỹ 40 ngàn. Sao rẻ vậy? Mọi người ơi, hồi nãy tôi có hỏi, tại vì tôi thì chỉ biết cân nặng chứ tôi không có biết tiền. Xong tôi hỏi bạn Hoàng rapper là nếu như em cái trái này em trồng cái trái này vậy mà bán có 1 triệu em bán không? Ông nói bán chứ. Tại sao là tốn rồi. Lấy tiền nuôi con cỡ nào á? Trời ơi, chị 500 ngàn bán luôn. Đúng không? Tôi nói cái trái này mà mắc lắm mà. Tại một năm người ta bán được có 1 vụ thôi đó. Cái lúc đầu chị tôi nói 8 triệu, em nói 10 triệu. Ở đâu vậy nói 8 triệu? Bây giờ tôi, đội mình về chết được cộng điểm. Bây giờ 3-2.